cái chai đó nó hơn bạn cô. Dùng hết. Cô xài nước mai giống như nước tắm vậy. Mới đây gần hết rồi. Để xài gần mấy tháng trời cái năm. Cái gì mà thì khách đến mình chỉ tầm 10.000 đến thì mình mua được cái bọc xương này, hoặc mua 5.000 huyết với cả cập chân là 10.000 nữa cả nhỉ. Cánh bán sao ạ? Cánh lớn 15.000, cánh nhỏ 5.000. Lấy cánh nhỏ đây, lấy 2 cặp đi. Lấy 1 cặp đấy chứ quên. Cái gì nữa? Lấy 1 cặp đấy. Lấy 10.000 á. Bây giờ khách đến rất đông rồi cả nhà. Khách mua mấy cái đầu cánh về nhậu quá, ngon nữa cả nhà. Một cặp cánh là 10.000 một cặp cả nhà. Nãy là 5 cặp. Còn cặp chân là 5.000. Ha được, ha được. Lấy bao lòng anh ơi. Từ 3 tháng đi ha. Đúng là gan luôn. Cá nướng nhiều đấy. Rồi. 5 cặp nướng. Đây. Qua anh thấy cánh chiếc mượn mượn. Dạ. Cánh nhiều ở đó. Yeah.
Có chân vịt không con? Dạ có, 5.000 đồng. Nhiêu? 5.000. Chân vịt mềm á? Vừa ăn không mềm lắm như vậy. Nhưng mà mình cúng quá nó không ngon. 20.000 này, 40 chân vịt ha. Có không mềm mà. Quay gì à? Quay sửa tốt. Quay đưa lên mạng hả? À? Dạ. Có không mềm con? TV. Lên TV coi. Rất mềm ha. Uống cái chân với lại gì nữa chị quên rồi. 20 gram hả? Gì nữa không? Được. Có ăn mì không chị? Phượng đọc kinh chú đại bi hay gì hả Phượng? Đọc kinh chú đại bi hả? Tưởng chữa với bà ấy rồi. Buồn gì cô? Buồn quá cô ăn bánh mì. Chị cô uống thuốc trợ tim. Chị đây là bán bánh mì này, 5.000 một cái nhá cả nhà. Tài tính Tết này có đi đâu chơi không anh Tài? Mình bán đến bao giờ Tết nghỉ nhỉ? Anh bán luôn bữa 29/30 mới nghỉ hả? À. Là bữa cuối luôn em mới nghỉ. Rồi mùng mấy mình khai trương lại? Mùng 6 và mùng 8 rồi. Rồi. Làm cả năm mà không dự định vợ con gì anh? Trời đất ơi. Rồi vô ăn đi. Em cưới vợ là chấn động. À cưới vợ là chấn động hả? Lúa mưa bão giông gió. Dạ. Không cưới vợ cũng được, cưới vợ mặc đồ bé. À thế à, đó cưới bánh bao phải không, chứ không phải bánh bèo. Cưới này là cưới cà nè luôn à. Đúng không, cái đẻ gạch mổ. Nhiêu anh? 200. Đầy đủ quá ha. Cái này là ghen đi mổ lòng cắt da luôn lòng. Thôi quên, nó ướt được rất nhiều. Đầu cánh đi. Đầu cánh nhiều ha. Ừ. Có huyết tiêu rồi. Dạ có đầy đủ. Nếp á. Hai trăm mấy thì rồi. Thấy nó này chưa? Vui vẻ. Người ta không sáo gì sao? To hả? Cái gì? Trăm bịch to đầy ắp luôn rồi nhỉ. Lấy máy được không nhỉ? Gì?
khách rất đông, cứ nườm nượp thôi phải. Hai đầu hả chị? Hai đầu, hai cánh, hai quyết. Cái này như vậy. Đây là vịt không phải gà đâu nha chị nha. Vịt đó không phải gà đâu. Hai đầu, hai cánh, hai quyết là chị đó không? Trời bắt đầu tối tối rồi cả nhà. Khách bây giờ đông quá trời luôn. Đây cái thau này khi nào sôi sục sục mà đứng đây thơm rồi cả nhà. Đứng đây về thăm lại giúp em ha.
chạy dưới vậy trời. Đấy, chỉ cầm lấy gì vậy sớm này. Bữa nay mở ăn tại chỗ, khách có đến ăn nhiều không anh Tài? Bữa nay ra ăn ít hơn. Mua về là nhiều à? Dạ đúng rồi, đa số mua về là nhiều. Giờ Tết người ta về quê hết rồi. Đây có nước chấm này, thần thánh này cả nhà, nước chấm mà ngon này. Lấy gì nữa mình? Lấy ba kẹo. Ba này để cho đó. Có ăn mì không chị? Chấm mì không? Nhiều hả? 80. Đây có nước này. Ăn vặt Sài Gòn rồi du lịch. Ăn vặt Sài Gòn rồi du lịch. Cái gì thêm không anh? Tăng trọng quá bà. À, ăn cơm hả? Ăn. Đây buổi tối ở con đường này thấy vui nhộn đấy cả nhà. Dạ. Đấy hai bộ tụi nào. Hai lòng gì đâu mà. Nó đầu dưỡng không? Dạ có này. Nó đầu dưỡng. Anh cô ơi, chúng.
Cánh mình lấy cánh lớn luôn anh ha. Mình lấy cánh lớn hay cánh nhỏ chứ? Lớn. Chú mình lấy gì thêm không chú? Bán cho em góc tư đùi. Bán cái góc tư cánh. Ờ, góc tư cánh được. Cái móng rồi. Với cả cho 10.000 cái lòng này này. Ăn nó giòn cái này. Cái cuống mè đây phải không? Đây là cuống mè. Thôi. Thấy chị đàn bà không nói là không. Đấy, đến đây Hào Lấu Kiến Tài là rất đông khách cả nhà. Một chú bạn này có sở thích món này thì mình cứ ghé đây mua nhé. Đây là địa chỉ tại số 105 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 á. Thời gian mở bán từ 14 giờ cho đến 22 giờ á. Sau đây mình xin kết thúc video á. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều.